Hoàng tử Harry và Meghan Markle tuyên bố sẽ độc lập tài chính không cần dựa vào hoàng gia. Hoàng tử Harry và công nương Meghan Markle vừa tuyên bố bất thình lình rằng họ muốn từ bỏ tước vị hoàng gia cao cấp. Công tước và công nương xứ Sussex mong muốn sẽ trở nên độc lập về mặt tài chính, không dựa dẫm vào gia đình hoàng gia Anh. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Và họ sẽ thực hiện nó ra làm sao? Cặp đôi đã đăng tải một bản tường trình chi tiết cho thấy họ sẽ đạt được điều này như thế nào. Theo nguồn tin 5% tổng thu nhập của CAP đôi đến từ quỹ trợ cấp hoàng gia Sovereign Grant. Đây thực chất là tiền thuế của người dân Anh chi trả cho nữ hoàng hàng năm. 95% nguồn thu của còn lại đến từ lãnh thổ Congol thuộc quyền sở hữu của thái tử Sakli, thân sinh hoàng tử Harry. Cả hai dự kiến sẽ ngừng không nhận 5% từ quỹ trợ cấp hoàng gia. Khi ngừng nhận chu cấp này và từ bỏ tước vị, cả hai ngược lại sẽ được đi làm, theo đuổi các dự án cá nhân và được phép nhận bồi thường từ các đối tác kinh doanh tư nhân chuyện họ không thể làm nếu còn là một thành viên cấp cao của hoàng gia Anh. Theo lời cặp đôi, đây sẽ là hướng phát triển tốt cho họ. Harry và Meghan Markle bị chỉ trích khá nặng vừa qua khi chi ra khoảng 3 triệu bảng Anh để tân trang lại Frogmore Cottage, nơi họ sinh sống trong địa phận lâu đài Windsor. Trong tương lai, nếu được phép có nguồn thu cá nhân và không phải dựa dẫm vào tiền thuế của người dân, cặp đôi này chắc chắn sẽ ít bị truyền thông Anh chỉ trích hơn. Quỹ trợ cấp hoàng gia, Sovereign Grant là gì? Đây là một khoản tiền được dành cho nữ hoàng Anh hàng năm, đến từ thuế thu nhập của người dân Anh. Số tiền này dùng để chi trả cho hoạt động thường nhật của gia đình nữ hoàng, bao gồm cả chi phí tu sửa các tòa lâu đài cũng như những chuyến công du trong và ngoài nước. Ngược lại, để nhận số tiền trợ cấp này, nữ hoàng sẽ nộp vào quốc khố toàn bộ doanh thu đến từ các bất động sản do hoàng gia sở hữu. Con số này cũng lên đến hàng trăm triệu bảng Anh một năm. Để đảm bảo sự công bằng cho đôi bên, quỹ trợ cấp hoàng gia được tính toán dựa theo doanh thu đến từ những bất động sản này. Ước tính, trong năm tài chính 2018 19 gia đình nữ hoàng nhận tầm 49 triệu bảng Anh qua quỹ. Và cặp đôi hoàng tử Harry công nương Meghan Markle được trợ cấp khoảng 100,000 bảng Anh cho những chuyến công du. Không cần tiền thuế người dân Anh, cặp đôi này sẽ vẫn sống tốt. Đây là nhận định chung của giới truyền thông dành cho Harry và gần Markle. Trước khi lấy hoàng tử Harry, Meghan Markle có gia sản trị giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ nhờ các hợp đồng đóng phim, tài khoản Instagram và trang blog cá nhân. Khi trở thành con dâu hoàng gia, tất cả những dự án cá nhân này đã bị cô đóng cửa. Nếu Meghan Markle bây giờ quay trở lại với sự nghiệp riêng, cô sẽ nhận được mức thù lao gấp nhiều lần trước đây. Còn hoàng tử Harry thì sao? Hàng năm, anh nhân một khoản không nhỏ từ lãnh thổ con nguồn của cha anh. Được biết, công nương Diana cũng để lại gia sản hàng triệu bảng anh cho con trai mình. Ước tính. Tài sản cá nhân của hoàng tử trẻ này vào khoảng 40 triệu bảng. Hoàng tử Harry và Meghan Markle từ bỏ tước hiệu hoàng gia. Từ bỏ tước hiệu hoàng gia, dấu chấm hết cho quan hệ gia đình hoàng gia Anh. Gia đình công tước xứ Sussex vừa thông báo rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia Anh. Điện Buckingham cũng đã có những chia sẻ liên quan đến thông tin này. Trong thông báo chính thức, vợ chồng hoàng tử Harry bày tỏ dự định sẽ xuất hiện ở một vai trò mới. Bên cạnh đó, Họ cũng sẽ làm việc chăm chỉ hơn để có thể độc lập về mặt tài chính. Mặc dù rút lui khỏi vị trí hoàng gia cao cấp, gia đình công tước xứ Sussex vẫn sẽ thực hiện nghĩa vụ đối với nữ hoàng và khối thịnh vượng chung. Sự tái cấu trúc của hoàng gia hay mâu thuẫn gia đình. Gần Marco không ít lần phá vỡ quy tắc trang phục vốn trang trọng của hoàng gia Anh. Gia đình công tước xứ Sussex từng được cho là có bất hòa với gia đình hoàng tử William. Nhiều bằng chứng cho thấy ít nhiều có sự cơm không lành. Canh chẳng ngọt giữa hai người cháu dâu của nữ Hoàng Anh Người ta cũng tin rằng sự phóng khoáng của gần Marco không làm hài lòng gia đình Hoàng gia Cùng với sự vắng mặt tại nhiều sự kiện Hoàng gia gần đây càng có lý do để dư luận đồn đoán Tuy nhiên, động thái của gia đình Hoàng tử Harry xuất phát từ đâu thì vẫn còn bỏ ngỏ Nếu Hoàng Anh chụp ảnh cùng ba người thừa kế Trước đó, Hoàng tử Andrew cũng từ bỏ chức vụ Hoàng gia sau bê bối liên quan đến tỷ phú ấu dâm nhiều người tin đây là động thái đầu tiên để hoàng gia anh tái cấu trúc. Theo đó, hoàng tử William sẽ lên ngôi và hoàng gia sẽ thu hẹp lại. Số thành viên cấp cao những người hưởng lợi từ thuế của người dân cũng sẽ giảm xuống. Bên cạnh đó, cần nói rõ rằng một thành viên hoàng gia cấp cao bị tước bỏ quyền có thể có ý nghĩa khác. Những nhân vật cấp cao hoàng gia đều được hưởng lương và nhiều đặc quyền lớn. Những chi phí này được lấy từ thuế của người dân. Ngoài ra, rời bỏ vai trò hoàng gia cũng đồng nghĩa với giảm bớt những quy tắc bó buộc Vua Thụy Điển từng cắt đặc quyền thành viên hoàng gia cấp cao của năm người cháu với vì lý do tương tự. Viết tiếp chương mới cho hoàng tử bé Archie. Công chúng sẽ sớm thấy lại nụ cười hạnh phúc của gia đình hoàng tử Harry. Hoàng tử Harry và Meghan Markle được cho là sẽ phân chia quỹ thời gian của mình ở cả Bắc Mỹ và Anh Quốc. Trước đó, có không ít tin đồn về việc gia đình công tước xứ Sussex sẽ chuyển đến sống ở Canada. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tin tức này vẫn chưa được xác nhận. Có thể công nương sẽ vẫn dành nhiều thời gian ở Mỹ, quê hương và cũng là nơi mẹ ruột của công nương đang sinh sống. Việc di chuyển giữa hai nước này được cho là cách để nuôi dạy hoàng tử bé Archie tốt nhất, vừa trân trọng truyền thống của hoàng gia Anh, vừa tạo điều kiện để gia đình hoàng tử phát triển những kế hoạch riêng. Trong đó bao gồm cả việc cho ra đời tổ chức từ thiện. Đây được xem là sự mở đầu chương mới trong cuộc sống của gia đình hoàng gia vốn là tâm điểm của không ít ồn ào. Với sự quyết đoán của gần Marco và sự hậu thuẫn của hoàng tử Harry, tin chắc họ sẽ có những hoạt động ý nghĩa trong tương lai. Cùng chờ đón gia đình công tước xứ Sussex ở một vai trò mới. Hoàng tử Harry và gần Marco bị hạ thấp địa vị. Cơ hội hoàng tử Harry và gần Marco trở lại hoàng gia Anh ngày càng thấp khi cung điện Buckingham xóa hồ sơ cá nhân riêng của trên trang web chính thức, sau đó gộp chung với nhau bằng bài đăng ngắn hơn nhiều. Mặc dù từ bỏ nghĩa vụ trong hoàng gia Anh từ tháng 1 năm 2020, Hồ sơ đầy đủ về công tước và nữ công tước xứ Sussex vẫn được lưu giữ cùng với những thành viên cấp cao khác cho đến ngày 18 tháng 3. Vào buổi tối đầu tuần, hình ảnh và bài tiểu sử dài 4.000 từ của cặp vợ chồng Hoàng gia Thoát Ly biến mất hoàn toàn trên trang web chính thức của Hoàng gia Anh. Trong vòng nửa giờ sau đó, chúng được thay thế bằng đoạn giới thiệu vắn tắt ở cuối trang, bên dưới công tước xứ George, Hoàng tử Andrew, người bị đuổi việc vì dính dáng đến cáo buộc lạm dụng tình dục. Mục về vợ chồng sát xếp hiện tại có nội dung là hai người không còn là thành viên hoàng gia đang làm việc. Ngoài ra, mỗi người chỉ được giới thiệu sơ qua về lý lịch. Trước đó, bất chấp sự phẫn nộ ngày càng tăng của công chúng, Cung điện Bắc Kinh Ham luôn lảng tránh câu hỏi về lý do vẫn giữ nguyên hồ sơ của Harry và dù không còn phục vụ và liên tục tấn công hoàng gia trên các phương tiện truyền thông. Có thông tin cho biết văn phòng báo chí cung điện cập nhật trang web một cách từ từ sau sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth II và sẽ hoàn thiện kịp thời. Hồ sơ ban đầu của Harry mô tả anh là người đứng thứ năm trong hàng thừa kế ngai vàng, cũng là con trai út của nhà vua và công nương Diana. Tiểu sử dài 2.700 từ liệt kê chi tiết các giai đoạn cuộc đời, học vấn và sự nghiệp trong quân đội của hoàng tử tóc đỏ. Kèm theo đó là nhiều hình ảnh minh họa rõ nét. Harry cũng được ghi nhận các đóng góp cho cộng đồng như sáng lập Thế vận hội Invictus, trẻ em nhiễm HIVS và các sáng kiến thể thao. Bảo tồn châu Phi cũng như công việc chung với vợ chồng anh trai về sáng kiến Hestergezer tập trung vào sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, bài giới thiệu còn có cả phần có tựa đề hỗ trợ quốc vương, bao gồm thời gian Harry làm việc cho cố nữ hoàng Elizabeth. Tư liệu về gần ngắn hơn, khoảng 1.300 từ, đề cập đến trình độ học vấn, sự nghiệp diễn viên và các hoạt động từ thiện trong thời gian ngắn làm việc cho hoàng gia. Tuy nhiên, bài đăng về vợ chồng Sussex chỉ còn tổng cộng 577 từ cùng ảnh họ khoác tay nhau trên bãi biển ở Nam Phi. Sau động thái mới, Harry và gần trở thành trường hợp duy nhất đã kết hôn của hoàng gia Anh không có hồ sơ cá nhân riêng. Truyền thông Anh xem đây là minh chứng cho sự hạ thấp rõ rệt địa vị của họ. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận cho rằng những thay đổi không nên được coi là hành động chối bỏ vợ chồng Sussex, thay vào đó là bản cập nhật những thông tin quá hạn từ lâu. Điều này được thể hiện ở việc cung điện Buckingham có đính kèm liên kết dẫn đến trang web sussex.com mới thành lập của Harry và Meghan. Cung điện Buckingham từ chối bình luận về cáo buộc địa vị của Harry và Meghan bị hạ thấp. Tuy nhiên, họ lưu ý thiết kế và nội dung trang web Hoàng gia thỉnh thoảng được cập nhật.